Mặc váy chải tóc thật là phiền phức. Sắp trễ giờ mất rồi. Đôi giày thêu qua này lại bó chân quá. Giờ Thình đừng đến nhanh vậy nha. Tiêu rồi. Đi đường tắt. Cuộc thi bắt đầu. Vòng đầu tiên là xem ngoại hình. Thẻ đỏ thì bị loại. Thẻ xanh thì được vào vòng tiếp theo. Tuyển gia đình. Phía sau. Tôi. Hả? Tôi. Hả? Tôi. Không đạt. Người tiếp theo. Ủa? Qua vòng. Có ai dám thách thức với hắn ta không? Thời tiểu tử rồm. Ôi trời. Qua vòng. Yes. Còn vòng cuối cùng là thử sức chịu đựng của mấy người. Là gia đình của giáo phường, mỗi ngày đều nhìn thấy các vũ ưu xinh đẹp như hoa, nhất định phải ăn phận thủ thường. Trong lòng không được có tà niệm mới có thể làm việc lâu dài được. Biết chưa? Dạ. Đây là phạm vi nơi ở của các vũ ưu. Cấm tất cả đàn ông đó. Trừ khi có việc đặc biệt. Ngày thường đừng bao giờ đến đây làm phiền họ nghe chưa? Dạ biết. Còn nữa, vào đây làm gia đình nhất định phải có quy tắc kỷ luật. Phải có sức khỏe. Một ngày 12 canh giờ. Gọi lúc nào có mặt lúc đó. Sau này vũ ưu phải suốt tuần hay biểu diễn. Phải khiêng kiệu, khiêng đưa quần áo, khiêng đạo cụ. Không có sức khỏe là không có được đâu. Dạ biết. Quan trọng nhất là hai chữ chăm chỉ. Nhìn ngươi tuy thân hình nhỏ nhắn, nhưng lúc nãy sức mạnh của ngươi cũng quả không nhỏ đó. Xem ra xương cốt của ngươi cũng cứng lắm hả? Tại Sơn. Đào Thúc. Nhân huynh. Tại Sơn tới làm gia đình hả? Đúng vậy, đúng vậy. Đào Thúc, Tại Sơn có ơn với tôi, là hảo huynh đệ của tôi. Thúc phải chiếu cố cho huynh ấy đó. Ồ, thì đã là hảo huynh đệ, sau này có chuyện gì xảy ra cũng dễ thương lượng hơn. Hai người nói chuyện đi, chút nữa ăn cơm rồi hẳn nói tiếp. Đa tạ, đa tạ.
Không phải cô đến thi tuyển vũ ưu sao? Sao lại làm gia đình chứ? Chuyện nói ra dài dòng lắm. Gì quá? Tài Sơn, con về rồi à? Sao rồi? Hôm nay con thi sao rồi? Là tin tốt hay là tin xấu đây? Mà nói mày biết đi. Cũng coi là tin tốt ha. Con đã thi đậu vô xử lệ viên à? Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi. Thật là cảm ơn ông trời phù hộ. Mẹ phải giết gà cúc thần mới được. Nè, đừng đi đâu hết nghe. Con ở lại ăn bữa cơm rồi hẳn đi. Ta đi chợ mua đồ ăn ngang. Phải làm sao đây? Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nếu bây giờ mình nói thật cho dì ấy biết, tôi e là không phải dì ấy giết gà đâu, mà là giết cô đó. Vậy giết gà trước rồi tính sao? Đương tri đại nhân hôm nay sẽ dẫn một người quan trọng tới đây. Mọi người đừng nên làm gì thất lễ. Nè, thật ra hôm nay vị khách nào tới mà quan trọng quá vậy? Đợi lát nữa gặp rồi sẽ biết. Đô tri đại nhân tới. Tham kiến đô tri đại nhân. Mọi người, bổn quan rốt cuộc cũng đã mời được Biện Ngọc Yên cô nương trở thành vũ ưu chính của sưởng lệ viên. Xin mời Biện cô nương. Đào hoa tiên tử,